Hello, anh xin chào các em. Trong video này anh sẽ sửa lecture số 13.1 bên trong sinh lớp 12. Anh sẽ bắt đầu với các em. Câu số 1 này người ta hỏi các em á, là cái hàm này có bao nhiêu điểm cực trị. Thì bây giờ chúng ta sẽ hiểu nè. Là đối với một cái hàm tuyệt đối á, cái số điểm cực trị nó chính là tổng hợp giữa cái nghiệm của đạo hàm và cái nghiệm của hàm giao điểm với trục Ox á. Thì bây giờ cái đạo hàm mà nó ra được là 3x bình trừ 12x cộng 9 là cái này nó ra hai nghiệm rồi các em. Hai nghiệm mà. Còn không thì hai nghiệm. Đúng không? Còn cái này là mấy em phải bấm máy cho nó bằng không, đúng không? Nguyên cái này cho bằng không bấm máy coi nó mấy nghiệm. Mod 9 2 3 1 trừ 6 9 hai một nghiệm một à, cho nên này là 3 điểm của chị nha em, 3 điểm là cô D, cô B. Cũng là cái bài này, cũng là cái bài này, nhưng mà chúng ta tìm tham số nha em. Chúng ta sẽ tìm tham số. Bây giờ sẽ lấy đạo hàm trước, nên sẽ lấy một tờ giấy nháp một cái bài này anh nghĩ là em chịu quan sát là nó không có hề khó đâu. Nó không có hề khó đâu các em, nó rất là đơn giản thôi, không hề khó chút nào hết, cực kỳ đơn giản luôn. Rồi bây giờ khi mà lấy đạo hàm á là nó có hai nghiệm rồi, em hiểu không? Tại vì cái đạo hàm của cái này nè là nó ra được 3x bình phương trừ 4036x bằng 0 là cái này hai nghiệm rồi, hai nghiệm đó. Bây giờ á, là cái này nó đã có hai điểm cực trị rồi, các em hiểu vấn đề không? Nó đã có hai điểm cực trị rồi, bản thân nó đã có hai điểm cực trị rồi. Bây giờ muốn cái nguyên cái này có 5 điểm cực trị á, thì cái phương trình này nè, cái phương trình đi mũ 3 trừ 2018x bình cộng m, cái phương trình này nè nó phải có 3 nghiệm. Ok không? Đồng ý không? Mà muốn cái phương trình này có 3 nghiệm á, thì em phải cô lập M để em tìm. M bằng trừ x mũ 3 cộng 2018 x bình phương. Rồi bây giờ mình sẽ đi khảo sát cái hàm này các em. Anh sẽ đi tìm cái Gx bằng trừ x mũ 3 cộng 2018 x bình phương. Thì ở đây sẽ lấy g phải x là nó bằng trừ 3x bình cộng 4036 x bằng 0, thì chúng ta sẽ tìm được hai nghiệm là 0 với 4036 chia 3. 4036 chia 3 anh em. Rồi, bảng biến thiên là xong. Đây là âm vô cùng, đây là cộng vô cùng, đây là 0, đây là 4036 chia 3. Đây là g phải, đây là x, đây là g. Hệ số a âm các em, cho nên cái này là âm. Dương âm xuống lên xuống. Cái này là cộng vô cùng nha. Còn cái này là trừ vô cùng. Trừ vô cùng. Thế số 0 vô đây thì cái này ra 0. Thế 4036 chia 3 vô nguyên cái gx này là nó sẽ có trừ x mũ 3 cộng 2018 x bình đúng không? Con 4036 chia 3. Nó ra 12174740409. Vậy là em là a đi, m sẽ chạy từ 0 cho tới 12174740409. 12174740409. Như vậy em lấy M sẽ lấy từ số 1 cho tới số 48 đúng không? Cho nên đáp án là câu B. Câu này dễ sai lắm nha, con này mấy người dễ sai lắm luôn á. Nó nói rồi, coi cẩn thận nha. Rồi câu số 3 này tìm M đến này cắt trục vành tại ba điểm phân biệt, thì các em á phải honor cái này xuống thì mấy em mới có thể đánh giá được. Cắt trục vành là các em cho anh này bằng không nè,
Bây giờ anh sẽ tìm nghiệm anh Honor nó xuống. Tìm nghiệm anh giải với em rồi đúng không? Rồi mình giải phân trình bậc 3. 1, 1002, 1000 bình, trừ 1000 trừ 3, trừ 1000 bình đúng không? Nó ra một như vậy là mình honor xuống đi, mình sẽ kẻ honor cái nha, delete này đi. Ok, honor cái này á thì cái hệ số là 1 m cộng 2 m bình trừ m trừ 3 trừ m bình, cái này là 1, hạ số 1 xuống đây nhân vô là m cộng 3, m cộng 3 nhân này là ra m bình, mà bình những này là cả không. Cho nên cái phương trình nên là phương trình sau nha. Cái phương trình sau nó sẽ biến thành cái gì? Nó sẽ biến thành là x trừ 1 nhân cho x bình cộng m cộng 3x cộng m bình bằng 0. Thì các em sẽ có là tóm lại là để cái phương trình này nè. Để cái phương trình này có ba nghiệm phân biệt đúng không? Thì cái phương trình mà anh tô màu vàng nó phải có hai nghiệm khác một đúng không, nó phải có hai nghiệm phân biệt khác một. Như vậy là các em có hai điều kiện. Cái điều kiện đầu tiên là khi em thế cái x bằng một vô cái phương trình này nó phải khác không, là một cộng cho m cộng 3 cộng m bình khác không. Tiếp theo là tính delta lớn không, delta là m cộng 3 tất cả bình trừ 4ac là trừ 4m bình phải lớn không. Xong rồi cái này là kể như em bỏ rồi, tại vì m bình cộng m cộng 3 là nó không có nghiệm các em. Cái này là m bình cộng 6m cộng 9 trừ 4m bình lớn không. À, chính mình sẽ ra là trừ 3m bình cộng 6m cộng 9 lớn không. Thì chúng ta tìm nghiệm thôi, tìm nghiệm cái này nó sẽ ăn nó nằm trong rồi mấy em, hệ số A trái dấu bằng thức mà. Rồi tôi khỏi luôn, cô thấy tôi nhẩm nghiệm rồi. Trừ 1 tới 3 đúng không? Tôi khỏi bấm, tự nhiên tôi thấy tôi nhẩm nghiệm nè. Trừ 1 tới 3 là 0, 1, 2 là ba giá trị nguyên, là câu D. Tiếp theo là câu số 4. Câu số 4 cũng không có khác gì câu số 3 chứ mấy em. Vậy là mình lặp lại cái quy trình giải thôi, bây giờ chúng ta nghiệm nghiệm chứ nha. 1 trừ 3. Ôi lộn lộn, phương trình nghiệm 3 chứ. 1 trừ 3 0 trừ 1000 mũ 3 cộng 3m bình cộng 3 nhân 1000 bình đúng không? Chết mồ rồi. 1 trừ 3 0 không, cái này anh thiếu rồi. Nếu mà cái này không ấy được thì sao ấy ta? Trừ 1000 mũ 3 đúng không? Cộng 3 nhân 1000 bình. Thấy không? Nó ra nghiệm không đẹp, mà nghiệm không đẹp thì không có honor được. Vậy bây giờ bài này phải xử lý như thế nào? Thôi thôi tôi kiểu bình tĩnh tôi xử lý thôi. Có hỏi là tôi cho đề sai đó, nhưng mà tôi cứ giải đại thử coi. Không sao, cái này vẫn giải được các em, cái này mình vẫn cô lập M được. Bằng không đúng không? Bây giờ mình cô lập nguyên cái cụm này đi, nguyên cái cụm màu vàng đi. Gọi là mình đem qua bên kia đi, rồi sẽ ra được x mũ 3 trừ 3x bình bằng m mũ 3 trừ 3m bình. Nói chung là em cứ coi nguyên cái cụm màu vàng này như một cái tham số đi. Kệ bà nó, cứ coi nó như cái tham số đi. Bây giờ mình phải tìm ra cái đồ thị này cái đi. Tìm ra cái đồ thị Gx đi. Đúng không? Bây giờ anh xét Gx bằng x mũ 3 trừ 3x bình phương. Lấy đạo hàm là ra 3x bình phương trừ 6x bằng 0. Và chúng ta giải ra là hoặc x bằng 0 hoặc x bằng 2. Hoặc x bằng 0 hoặc x bằng 2. Bây giờ bảng biến thiên nha. 0 2 0 0 trừ vô cùng cộng vô cùng. Đây là g phẩy, đây là x, đây là g. Cái này hệ số A dương, âm dương, lên xuống lên. Thế 0 vô thì ra 0, thế 2 vô thì ra âm 2. Cho nên em phải hiểu nè. Để cái phương trình này nè. Cái phương trình anh tô màu đỏ nè. Để cái phương trình này nè. Nó có ba nghiệm phân biệt thì bản thân cái m mũ 3 trừ 3m á,
cái m mũ 3 trừ 3 m bình á, nó sẽ chạy từ trừ 2 cho tới 0. Như vậy mình phải làm gì? Mình giải một cái móc nhọn ra là m mũ 3 trừ 3 m bình lớn hơn âm 2 và m mũ 3 trừ 3 m bình nhỏ hơn 0. Hiểu vấn đề không? Ừ. Em giao hai cái này lại thì nó sẽ ra được cái đoạn chặn này. Vậy bây giờ chúng ta sẽ giải hai cái bóc phương trình này, mà chúng ta nên giải bằng máy tính nha. Chúng ta nên giải cái này bằng máy tính mod alpha a 3, và em nói bài này là số 1 nha, 1 trừ 3 0 2. Rồi vậy là cái này là hai trường hợp đúng không? Hoặc là nó chạy trong đoạn, giờ đổi qua số hợp phân luôn đi. Giờ nó chạy trong đoạn rồi trừ 1,73 tới 1, rồi chạy từ trừ 1,7 cho tới, ủa trừ 0,7 chứ, cho tới 1. Tiếp theo là m sẽ lớn hơn 2,73. Và cái này là đoạn nha, là hoặc vuông nha, hoặc vuông trong hoặc nhọn nha. Cái này là hoặc vuông, là hoặc đó. Tiếp bây giờ tới cái thứ hai là nhỏ hơn đúng không? Mod alpha a 3 nhỏ hơn là số 2. Nhập vô 1 trừ 3 0 0 như vậy. X khác 0 mà x nhỏ hơn 3. M khác 0 ngoài m nhỏ hơn 3. N là hoặc nhọn luôn, m khác 0 mà m nhỏ hơn 3. N là hoặc nhọn mấy em. Là cái này là m khác 0 và m nhỏ hơn 3. Rồi bây giờ mình giao lại nha. Đầu tiên là mình lấy cái hộp nguyên cái hộp màu đỏ này đi. Nguyên cái này nè. Nguyên cái này là hoặc vuông nha, nguyên cái này hoặc vuông nha. Thì bây giờ anh sẽ lấy là trừ 0.7 cho tới 1 và lớn hơn 2,73. Tức là nếu như nó nằm từ đây tới đây, mà từ đây tới đây thì lấy, còn ở ngoài thì bỏ, coi như là bỏ cái này. Hiểu không? Tiếp theo là khác 0 và nhỏ hơn 3 thì lấy, nhỏ hơn 3 lấy. Vậy là bỏ ở đây. Bỏ ở đây, rồi khác 0 luôn, bỏ coi như là bỏ số 0 luôn. Vậy là còn như giá trị nguyên. Không còn giá trị nguyên nào hết trơn á. Tại vì trừ 0.7 tới 1 mà hoặc tròn nha, cái này là hoặc tròn nha, là không có giá trị nguyên nào cả. Còn 2.73 tới 3 là cũng không có giá trị nguyên nào hết trơn luôn. Cho nên đáp án bài này chính xác luôn, phải là số 0. Không có giá trị nguyên nào hết. Bây giờ tôi thấy tôi cần phải chạy deadmod để tôi kiểm tra nha. Tôi cần kiểm tra lại cái nha. Tôi sẽ kiểm tra lại x mũ 3 trừ 3x bình trừ mũ 3 cộng 3 mũ bình gì. Mũ 3 trừ 3x bình trừ m mũ 3 trừ 3 m bình. Trừ m mũ 3 cộng 3 m bình nhé. Rồi bây giờ m bằng 1 thì nó cắt tại 3 điểm phân biệt rồi, chết mồ rồi, anh giải sai chỗ nào rồi. M bằng 1 vẫn cắt tại 3 điểm phân biệt. Ủa vậy anh sai chỗ nào trời? M bằng 1 vẫn cắt tại 3 nghiệm nè. Ê, vậy sai chỗ nào? Từ. À, có thể là anh thấy 2 vô đấy này cái trừ 4 em, chứ không phải trừ 2 đâu. Khoan, sửa lại cái nghe. Vậy là cái này trừ 4. Cái này trừ 4, vậy cái này phải lớn hơn trừ 4 rồi. Hay gì tôi thấy kỳ kỳ. Rồi, tôi cũng thử deadmod thì tôi cũng sai luôn. Mod alpha a 3 1 1 trừ 3 0 trừ 4 lớn hơn 3,35 mà lớn hơn 3,35, vậy là cái này sai rồi. M lớn hơn 3,3. Ủa cái này cộng 4 chứ, chuyển qua cộng 4 chứ. M nhỏ hơn trừ 1 và khác 2. M nhỏ hơn trừ 1
mà m khác hai rồi đưa vô giải lời, giải lời nói chung là giải lời m nhỏ hơn trừ một lấy, lớn hơn bỏ, lớn hơn bỏ. M nhỏ hơn 3 lấy, lớn hơn bỏ. M khác 0 là khác 0 ở đây rồi. M khác 2 nữa, M khác 2 đây luôn rồi. X khác 2. X lớn hơn trừ 1. Sorry, x lớn hơn trừ 1 không phải. X lớn hơn trừ 1 là chứ không phải nhỏ hơn trừ 1, anh nên làm m lớn hơn trừ 1 chứ. Rồi, giờ lấy lại nghe, m lớn hơn trừ 1 và m khác 2, anh mới tính nó để nè. Như là nhỏ hơn bỏ. Và bỏ luôn số 2 đúng không? Bây giờ tiếp m nhỏ hơn 3 lấy, lớn 3 bỏ. Bỏ. Và m phải khác 0. Cứ bỏ số 0. Như vậy là trừ 1 tới 0 không lấy số nào hết, lại bỏ số 0 rồi. 0 tới 2 lấy số 1 nha. Ok, số 1 vẫn lấy như Desmos lấy. 2 tới 3 không lấy số nào hết, cho nên đáp án bài này chính xác luôn, phải là một giá trị nguyên các em, là chỉ có số 1 thôi. Hiểu không? Nó chỉ có duy nhất số 1 phải ở câu bài toán thôi. Bài hay quá. Rồi mình thử lại nghe, m bằng 1 thì 3 đúng không? Đó, m bằng 1,7 thì được, nhưng mà tại này nó phải số nguyên, m bằng 2 thì không được, m bằng 2 đâu ra 3 đâu, m bằng 3 thì không được luôn. M bằng 4 thì càng không được. Đó. Chỉ có m bằng bằng 1 là được thôi, m bằng trừ 1 cũng được nữa, m bằng trừ 2 thì lại càng không được. Cho nên bài này là chỉ có m bằng 1 thôi, còn bài toán là chính xác rồi các em. Bài quá hay luôn. Bài này hay quá. Hay á, bài này hay. Nên em nên quan sát kỹ bài 4 nha. Câu này đáp án chính xác là câu A nha, nó đang chạy Desmos rồi. Tại hồi nãy lộn, mình thấy lộn rồi. Bây giờ tới câu 5 nè, câu 5 nó nói là tìm M để cái này cắt tại 3 điểm phân biệt sao cho BC bằng 2 căn 3. Như vậy là bài này em cũng phải cho hai này cắt nhau cái đi. Anh cho x mũ 3 cộng M trừ 3 x bình phương, bài này là phải xài VS rồi. Bằng x cộng M trừ cho 1, mình chuyển qua một phương trình bậc 3. X mũ 3 cộng cho m trừ 3 x bình x với x mất rồi cộng 2 trừ m bằng 0. Bây giờ mình sẽ honor bài này, mình sẽ honor, mà bài này không honor được là bó tay chấm cơm luôn. Nhưng mà cái này nó nói có nghiệm là số 1 rồi nè các em, nhìn được không? Có nghiệm là số 1 rồi nè, nó cho sẵn rồi, mình đâu cần bấm đâu, mình honor thôi. Này 1 m trừ 3 rồi 0 rồi 2 trừ m, 1 hạ xuống là 1, 1 nhân này nhân cộng này là m trừ 2, m trừ 2 nhân này cộng này là m trừ 2, m trừ 2 cộng 2 trừ m là 0. Cho nên cái phương trình này nó sẽ biến thành là x trừ 1 x trừ 1 nhân cho x bình cộng m trừ 2 x cộng m trừ 2 bằng 0. Rồi như vậy các em phải hiểu nè, rõ ràng cái phương trình này nè, cái phương trình này nè nó sẽ ra 3 điểm ABC, thì cái điểm A ngay đây là x bằng 1 rồi, coi như bỏ nó đi, cái vai trò cái điểm A là hết rồi. Bây giờ cái điểm hai cái điểm BC á, hai cái điểm BC là hai cái điểm là nghiệm của cái đồ, nghiệm của phương trình này nè. Nhưng mà ở đây em ép cái BC bằng 2 căn 3, em tìm nghiệm không nổi đâu. Mình chỉ có thể xài VS thôi. Bây giờ thằng này nó sẽ sinh ra hai nghiệm XB XC đúng không? Thì mình sẽ có là XB cộng XC bằng trừ B chia A là bằng 2 trừ M. Đúng không? Trừ của M trừ 2 là 2 trừ M. XB nhân XC là C chia A là M trừ 2 rồi. Đó, mình xài VS. Thì các em phải hiểu là nếu hàng BC nó là XBC á, thì hàng IBIC á, IB nó sẽ bằng XB cộng m trừ 1, hiểu không? Cho nên anh sẽ ghi tọa độ B tổng quát nha. Thằng B sẽ có tọa độ là XB rồi XB cộng m trừ 1. Các em hiểu vấn đề không? Là do cái điểm BC nó đi qua cái đường thẳng này. Rồi anh sẽ có điểm C là XC rồi XC cộng m trừ 1. Rồi bây giờ mình sẽ đi tính độ dài BC thôi. Độ dài BC là 2 căn 3 thì anh tính BC bình phương luôn.
BC bình phương là bằng 12. Đúng không? BC bình phương là hoành 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 bình ở tung hoành bình cộng tung bình, hoành là XBC trừ XB tất cả bình. Rồi cái này là cũng là này chữ này là nó mất rồi. Còn XC chỉ XB thôi. Đó. Các em hiểu vấn đề không? Nếu mà cho hai điểm AB, anh nói ví dụ đi. Anh nói ví dụ đi, anh cho A là 1 2, B là 2 3 đi. Thì cái độ dài AB của em á nó sẽ là căn của 2 trừ 1 tất cả bình cộng cho 3 trừ 2 tất cả bình á, cái này là cái cách tính độ dài vector thôi, nó không có gì hết á. Ừ, cái này bằng mấy? Bằng 12. Ok. Hai cái này cộng lại là 2 nhưng 12 bên đây là 6 rồi. Hiểu ý anh nói không? Ta nói lại nè. Hai hàng quỷ này cộng lại là 2 lần XC chia XB tất cả bình, xong anh lấy 12 chia 2 còn 6. Mà hồi đó anh dạy mấy em cái này rồi. Cái này là ra S bình trừ 4B đúng không? Cái này là ra XC bình cộng XB bình trừ 2 lần XB XC. Đó. Bằng 6. Thì tóm lại một hồi thằng này nó ra S bình trừ 2B, còn này là 2 trừ 2B. Nó sẽ ra S bình trừ 4B. Cái này nó dạy các em ở cái bài nào đó anh quên rồi. Nhưng mà ý nó anh có dạy đó. Lật lại mấy bài đó coi. Vì mình thế rồi thôi. Mình thế rồi xong rồi. S là mấy? 2 trừ M cái bình đúng không? M trừ 2 cái bình luôn đi. Tại cắt cái bình mà. Trừ 4 nhân M trừ 2 bằng 6. Rồi giờ đặt nhân tử. Thôi khỏi đi. Khoan khoan khoan. Cái này mình có thể đặt phụ. Cái này đặt T bằng M trừ 2 nha. Đặt T bằng M trừ 2 đi cho nó mau mấy em. Cái khùng khùng sao giải khai triển nữa. 1 trừ 4 trừ 6 đúng không? Đó, 2 cộng căn 10, 2 trừ căn 10. Cho nên chúng ta sẽ có m trừ 2 bằng 2 cộng căn 10 và m trừ 2 bằng 2 trừ căn 10. Cho nên chúng ta sẽ có hai giá trị m là m bằng 4 cộng căn 10 và m bằng trừ 4 trừ căn 10. Nó kêu tính cái gì? Tính tổng bình phương hai này dễ ợt luôn. Tổng bình phương là 4 cộng căn 10 tất cả bình cộng cho trừ 4 trừ căn 10 tất cả bình. Ê khoan, tổng bình phương này lộn. Tổng bình phương là 4 cộng căn 10. Đúng rồi, 4 cộng căn 10 tất cả bình. Đúng rồi, tổng bình phương là cái này nè. Cộng cho. Nhưng mà anh vẫn thấy nó gì á. Trừ 4 trừ căn 10 hả? Thế cái này tổng bình phương nó ra tào lao rồi ta. Tổng bình phương này ra tào lao hả? Cái tào lao rồi đâu có được. Tôi giải lại thử coi. 1 trừ 4 trừ 6. 2 cộng căn 10 với 2 trừ căn 10. Hiểu rồi, 4 lộn thì anh ngáo chuyện quá lộn rồi, vậy mới đúng nè. Vậy anh nghĩ nó mới ra số đẹp nè. 4 cộng căn 10 tất cả bình cộng cho 4 trừ căn 10 tất cả bình coi nhiêu? 52 ra câu D. Rồi đây là toàn bộ lời giải của anh ở lecture số 13.1 và lecture này hơi khó nha. Chúc các em sẽ học tốt. Bye bye.